Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi là những du học sinh hiện đang sinh sống học tập tại Budapest, Hungary. Và hiện tại chúng tôi đang đứng cạnh cây cầu tự do bắc ngang qua dòng sông Danube êm đềm. Và nhân dịp năm mới Tết Ất Mùi 2015, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và sự như ý tới tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới!